chỉ trừ những ngày về Việt Nam độ khoảng vài tuần thì không có làm thôi. Thế nhưng mà rất là tốt, nhưng cái tiếc là cái bụng nó có những cái vết thương rất là thương tâm. Da chắc là em không có khoe ai hết ạ. Vì nó nóng. Nhưng mà rất là tốt vì em là người bệnh tiểu đường. Thành thử em thấy là cái lượng đường mình ăn cũng bình thường, ngày xưa kiêng ghê lắm, không dám ăn đâu. Thế nhưng bây giờ ăn uống cũng thoải mái hơn, và nhưng mà lượng đường không có tăng. Đây là điều chắc chắn. Mà em đã là người thì mà em bị đường mấy năm rồi cơ. Thế cộng với cái vết thương thì đến hôm nay thì cũng tập nhiều ấy. Nhờ tập và cũng dậm gót, rồi vẩy tay như thầy dạy thì em thấy là tất nhiên là từ từ nó sẽ tốt hơn. Nhưng em thấy rất là tuyệt vời với cái chuyện chườm đá. Đấy là điều sự thật. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.